lúc bên thêm thả, nẹ đại châu chất đập lên đời các trị trị trạng, nâng xâm lên khẳng. Có ai bằng co lẹ khả nạc, ở miên phần hà rồi lệ trị trị đại. Tì mối các đại nhọc, nông trị trị, tì phí các đại khlùm. Mối na cả đói đè bẩn đá, ai xâm biệt, mình ai cho lòng cắt bán. Ở tiêu đi tiêu dương, để tha khả nên cho là cắt. Bỏ cho đại nông tiêu hình bán tế cứ, vì ai miên độc sật. Vì ở miên chia, xâm lạ ông nông nông hai gặp sật. Bởi chẳng nghe rôn trị tại tia dương miền rôn cày, tại rôn chỉ dương miền nằm ở rôn châu, ở miền chành thì bởi chẳng thấy nó bị dương bật chết cứ sắc như còn mê ruột nó nóng ai chịu lo nó nóng á ai bằng co tay chia pan nhau nó chỉ dương nó bị dương bật dù bị tới việc học chụp chụp ngứa rồi liệt thật chết cứ chỉ chụp ngứa mũi đài là chụp pet ở sát chụp nó pet đài nhẹ chụp ngứa mập chụp chụp pet nong chụp náo chụp ngứa chạy toàn khné chụp luôn pì tiết cứ chụp ngứa bằng phồng co nâng trầm màu จากครูแพทย์บ้านในดังทาพาปิบ้านในจมือระเลียตะเชี่ยอาจไอเนี่ยจมือปิกาบานโลกเลยมันเลี้ยเมียนตะไคร้ตะกาปุสบ้าอัมปีหรือไงครูแพทย์จมือในจมือตะเชี่ยจมอหนึ่งบ่มปองกอในมันตีเป็ดมันตะเพียบขมายสุเวียโลกไปเจ็บมันเด็ดบานจมร้องปนโยธาจมือระเลียตะเชี่ยคือเมียนในตีตังขอกขอกเนี้ยแต่ตามกาใบใจตามพนัยระบาดตะเชี่ยจมือระเลียตะเชี่ยนี่ตะเชี่ยยังคือกีใบใจจะใบพนัยที่มวยตะเชี่ยขังไกรที่ปีตะเชี่ยขังดาหนึ่งกีใบตะเชี่ยขังขนมตะเชี
ចំពោះរលាកទឹកជាតិពីក្រៅរហូតដល់ផ្នែកខាងក្នុងហើយមានពីកម្រិតស្រាលរហូតដល់កម្រិតខ្លាំងនិងមានហូរខ្ទុះដែលលោកហៅថាជាជំងឺអំបៅអំបែកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលនាំឲ្យមានជំងឺរលាកត្រចៀកធ្ងន់ធ្ងរហៅថាអំបៅអំបែកនេះជួនកាលគឺវាបណ្ដាលមកពីការរលាកត្រចៀកពីខាងក្រៅនោះ ตามรุ่นที่เจี๊ยโจ้ตะกระดาษที่เจี๊ยโจ้ตะขนมได้ยึงบรรดาหมอปีโบหรือมวยก็บรรดาหมอปีกาชกกับกายหรือมวยก็มาบิดตาที่เจี๊ยหรือมวยก็ปลาปักถึงติดสูบทะเลที่ขังกายเต้อไอ้ไอ้เมรุโจ้เต้น้องที่เจี๊ยกันดาวมวยเจี๊ยไอ้หมอปีชื่อบ่งปงกอรำไรเต้เวไอ้เมียนเมรุหรือมวยก็การหรือเลี้ยงตามที่โยมวยจะหาทางตรมเดือดตานั่งวิโจ้ตะขนมรุ่นที่เจี๊ยเพื่อไอ้เมียนการหรือเลี้ยงที่เจี๊ยได้การที่เจี๊ยจานแบบเพ็ดก็เป็นตาเ
đại việt thái chiệp phụ bày rập để chôn cá nó nhẹ chữ nó quạt đã sai khăng pê chôn cá quạt ta cái trường Krapika bằng co đòi mê rốt, lúc vừa chăm đất thay thả miền cả ta mùi chùm nôn xanh tiết có ai bằng co ai ca chùm ngư rồi liệt thật chịa đài. Mùi tiết nó cứ ra chia kia ca rồi liệt thật chịa mấy giáng đài, cháu ta chạy tôn cầm phù. Ủa tiết hoa thay nạn lột vì lơ tì phù vì ai bạch thật chịa. Hay nạn mất tật trư phích, có ai bạch thật chịa. Để nạn mất tật riêu chương môn và lõng tư nâng, mình trâm đập bạch thật chịa. Chất châu thay mê thay chất thông nam mê rốt đôi chết vì ai chỗ tới. Nông thì chịu đá ai bằng co tới chịu tút cái món ăn chay tới chịu mà mày dân thường kia khơi nơi cái lạnh cắt sọt khắc cứ kia bao thì chịu tới hơi kia vô và đặt chặt nơi sẽ toa nông ruộng thì chịu nó sẽ toa bảy cái đơn sẽ nó bo ảnh nằng hay nè để nó miền hai tham nhà rắm là o nè ruộng nè kia bo có phần tác phát biểu một vấn đề về o sẽ toa cà phê nông tới cứ thì chịu nó biết tới chia rồi liệt chư hâm ấy rồi toa về tại mặt đòn à xa chuột nè lúc bên thêm thả, nẹ đại châu chất sạp liên đời các trị trị tràn, nâng xâm lên khẳng, có ai bóng co lẹ khả nạc ở miên phành hà rồi liệt trị trị đài. Tì mũi các đầy nhọc, nông trị trị, tì phí các đầy khlùm, mũi na cả đói đè bẩn đá aoi xâm biệt mình ai cho lòng cắt bán, ở tiêu đi tiêu dương để tha khăn miên cho là cắt, bỏ cho đầy khăn tiêu hình bán tế cứ vì ai miên độc sạch, vì ai miên chia xâm lão nâng nâng hay dập sạch, bởi chẳng nghe rôn trị trị dương, dương miên ta mà rôn tì. Tại phía dương miên rôn trời, tại rôn thì chỉ dương miên là một rôn châu, ở miên chanh thì, bởi chẳng thế nó quy thì dương bật chết cứ sắc rồi còn mê rốt nó nóng, ai dư tư loa nó nóng, ai bằng co tay chế phanh hà nóng thì chỉ dương, nó quy dương bật dù vị tới việc học. Tiếp tốt nâng rốt sở nhà nâng ạ cà rạ rốt này chỉ ngư rồi liệt trị trị khẳng, đại bản đá là ở khai chi âm bà âm bái, cứ ai bằng hành là ưng tàm rồi dạ cài vị cá rồi viên cổ má nâng mà nó chả. Còn mình dương mình chạy phạm dương ở bàn tay dương ai mượn đồng. Chúng ta phải rưu một rạc lăng của ớt đây vì dung hay vì cho thường nguồn. Vì thế dương tự chạp đá ông bị nếp tiếng ớt. Thế dương mưa rôn thị trị. Tí phí trong bộ mình được chạy. Mình được chạy nóng chúng ta sẽ chư thị trị. Chúng ta hà mọt bật mọt của chư. Chúng ta chư cập ba vô mốc của ớt dự áo khắc. Vô to là mẹn tên.
ហើយអ្នកខ្លះមានហោខ្ទុះចេញតាមតិចមកមានក្លិនស្អុយទីក៏មានធ្លាយជាប្រហោងនោះតាមវិការវិជ្ជាមានដុនមួយហើយការស្ដាប់នោះថយចុះជួនកាលគាត់ឮសំឡេងនោះខ្ទរខ្លាំងពេកមិនមែនតែជាថ្លង់តែជាខ្ទរទោះបីថាឮសូរសំឡេងតិចតួចគាត់តែជាហឹងខ្លាំងដូចជាបើកអីចូលតិចចឹងហើយមួយទៀតនោះជួនកាលនោះគាត់តែជាផ្អកទៅជារមាស់ពេញតិចទាំងអស់ហើយអារម្មណ៍គាត់មិនល្អមួមមួយណាហើយអាចឆ្លងទៅជារលាកក្រដាសជាទៀត លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានចម្រុងបញ្ជាក់ថាជួនកាលរោគសញ្ញារបស់ជំងឺផ្សេងៗខ្លះទៀតក៏អាចធ្វើឲ្យយើងច្រឡំថាជាជំងឺរលាកត្រចៀកដែរ ជួនកាលទៅមិនមែនជាអំបៅបំបែកក្នុងតិចទេជួនកាលជាបោសអីតិចតួចហូរខ្ទុះចុះហើយជួនកាលហ្នឹងការឈឺបំពង់កខាំងវាដល់ទៅតិចតែជួនកាលវាឈឺធ្មេញខ្លាំងវាដល់ទៅតិចជួនកាលវាអលិអសម្លាក់ស្គៀមជាមួយនឹងឆ្អឹងគេហៅថាឆ្អឹងតំបរ៉ាលហ្នឹងអាតទៅពេលថាតិចវាឈឺតិចដែរប៉ុន្តែហើយទៅវាមានហូរខ្ទុះបោះបោសនោះមកតែយើងច្រឡំថាហ្នឹងបែបអំបៅបំបែកបើចឹងតែមានតែពេលទេដែលគាត់រកឃើញជំងឺរលាកត្រចៀកកម្រិតខ
ក្រៅពីការដែលវាមានអាការៈខ្លាំងហើយស្ទះរន្ធត្រជាវាមានរហូតដល់កខ្ទុះឡើងក្តាំងហ្នឹងគឺគោសាក់ណាស់វាអាចឲ្យទៅជាលក់ក្រោមខួរដោយសារខ្ទុះទៅពីត្រជាហ្នឹងដែលប្រាំងហៅថាមានអាហារជាតិអូតូហ្សែនតែចំពោះកូនក្មេងវិញគឺថាបើសិនជាកើតជំងឺអញ្ចឹងគឺកូនក្មេងហ្នឹងក្រធំណាស់ព្រោះវាអត់ទៅញ៉ាំវាឈឺវាហើយស្ដាប់វាចុះថយទៅរៀនមិនទៅចេះវាមិនឆ្លាតមិនប្រកែកដូចគេទេយើងតែវាស្អប់បានហ្នឹងតែជាឆ
ហើយបើយើងមើលទៅសរសៃញៀនទី5ទៅទី6ទី7ហើយសរសៃញៀនទី7ហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងផ្ទៃមុខបើកាលណាវារលាកខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងទៅខ្ទុះខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យ រលាកដល់សរសៃញៀនទី7ហើយដល់ផាសាឡើងវាឲ្យធ្លាក់មុខមកជំហៀងហើយបើវានៅក្នុងអាសាញៀនទី8គឺឲ្យខ្លងតែម្ដងគឺអត់ស្អប់បានទេជំងឺរលាកត្រជាអាចព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរគ្រូពេទ្យចាំបាច់ត្រូវតែវះកាត់ដើម្បីបង្ហូរខ្ទុះចេញ ដូច្នេះក្នុងការព្យាបាលនោះគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតរន្ធត្រជាកយើងប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគហើយបើមានអ្វីដែលជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យស្ទះដល់ក្នុងត្រជាកណ្ដាលដែលបង្កឲ្យទៅជាបើកម៉ៃនោះគឺយើងត្រូវវះកាត់សាច់អស់នោះចេញមុនឧទាហរណ៍ថាជាដុំនៅក្នុងក្រហមមាត់ជាអាមីដាជាអីយើងយកវាចេញសិនឬមួយជាការស្ទះនៅទីដុសដុសស្ទះដែលយើងនិយាយនោះត្រូវធ្វើឲ្យបង្ហូរវាចេញឲ្យបាន ដើម្បីជាសះស្បើយយើងត្រូវការវះកាត់គេហៅថាអូពេរ៉ាសិនរ៉ាឌីកាល់គេថាវះកាត់ធំតែម្ដងគឺយើងបើកឆ្អឹងត្រជាខាងក្នុងនោះបើកឲ្យកោសសម្អាតចេញទាំងអស់ហើយយើងចាប់ធ្វើប្រហោងនេះសម្រាប់វាហូរចំពោះវិធីបង្ការជំងឺរលាកត្រជាវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានចម្រុងណែនាំនៅវិធីមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យមានជាអំបៅអំបែកគឺយើងត្រូវថែសារពីតាមពីតូចតូចថ្មីគឺយើងកុំឲ្យទឹកវាចូល ឬមួយក៏មានញាត់វត្ថុអីចូលដែលអាចចំបើទៅក្នុងរន្ធត្រជាហ្នឹងឬមួយក៏ថាមានណាបោកមានអីត្រូវព្យាបាលល្អកុំឆ្កោះកុំតបាល់កុំប៉ះពាល់ធ្វើម៉េចដល់ប៉ះក្រដាស់ត្រជាហើយជៀសវាងពីសម្ដីដែលលឺខ្លាំងពេកឬមួយក៏យើងមិនទឹកជ្រៅពេកឬមួយក៏ឡើយទៅកំពស់ពោះពេកដែរយើងគ្មានប្រដាប់ការពារនោះគឺយើងត្រូវជៀសវាងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតណែនាំទៀតថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាត្រជា ឬយកអ្វីមួយពីក្នុងត្រជាលោកអ្នកគប្បីទៅជួបគ្រូពេទ្យពីព្រោះគ្រូពេទ្យមានឧបករណ៍សម្រាប់ឆ្លោះមើលថាតើអ្វីដែលគួរយកចេញហើយអ្វីដែលមិនត្រូវយកចេញខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីរៀបចំជូនស្ដាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង